Chào các bạn, chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Rayon, sách workbook, sách bài tập đó. Để chúng ta tiếp tục với bài ôn tập unit 1 và unit 2, trang 22-23. Hôm nay chúng ta sẽ giải bài số 7 trang 23 nhé. Đó là chia động từ trong hoặc ở thì quá khứ đơn. Rồi ôn lại thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn là diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Ok. Công thức của chúng ta là chủ ngữ cộng động từ cột 2 hoặc động từ thêm ed. Đối với động từ to be, chúng ta sẽ có hai dạng là was hoặc là were, chủ ngữ số ít đi với was, chủ ngữ số nhiều đi với were. Rồi câu phủ định của thì quá khứ đơn là các bạn phải mượn trợ động từ did nhá, thêm not vào là thành didn't cộng động từ nguyên mẫu. Câu nghi vấn của thì quá khứ đơn, các bạn sẽ mượn trợ động từ did để trước chủ ngữ, sau đó cộng động từ nguyên mẫu. Rồi chúng ta sẽ chia này. How was your holiday in Brazil? Bây giờ động từ to be ở quá khứ, các bạn sẽ chia là was hoặc là were, và kỳ nghỉ của bạn là chủ ngữ số ít, chúng ta xài was. Ok. Kỳ nghỉ ở Brazil thế nào? Tuyệt vời, chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời. Các từ have cột 2 ở quá khứ là had. We had a great time. Rồi bạn đã làm cái gì? Ở đây là câu hỏi nhá. Câu nghi vấn thì các bạn sẽ mượn trợ động từ did để trước chủ ngữ you. Now, what did you do? Ok, what did you do? Bạn đã làm gì? Câu tiếp theo là câu số 4. Chúng tôi đã ở trong một khách sạn rất đẹp. Bây giờ các từ stay quá khứ là thêm ed vào và đọc là stayed. We stayed at a wonderful hotel. Và chúng tôi đã nhìn, đi ngắm cảnh á. Đó là see ở quá khứ là saw các bạn. See saw đó. We saw all the sights. The weather was great, the weather là thời tiết là chủ ngữ số ít. Động từ to be là chia was were, ở đây chúng ta xài was nhé. Thời tiết rất là đẹp, vì thế chúng tôi đã đi tới bãi biển mỗi ngày. Bây giờ cái từ go chuyển thành quá khứ là went. We went to the beach every day. It sounds amazing, nghe thật là đã quá, nghe thật là ngạc nhiên quá. Rồi, ngày hôm qua chúng tôi đã lái xe tới sân bay Rio, ở Rio. Bây giờ cái từ lái xe, drive, chúng ta sẽ chuyển về quá khứ là drove này này. Và bay về nhà, cái từ bay của chúng ta là fly và cột 2 của nó là thêm ed. Nhớ y dài thành y ngắn, thành thêm ed vào. Tôi không thể tin được chúng tôi đã quay trở lại. Ít nhất thì bạn đã đi nghỉ mát. Ở đây cái từ go chúng ta đưa về quá khứ là when nhá. You went on holiday. Rồi xong,